Gần 2 tuần sau khi hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, sáng nay phiên tòa dự kiến được mở trở lại đã tiếp tục bị tạm hoãn do hai bị cáo bị ốm không thể đến tòa. Trước đó thì ngày 14 tháng 11, phiên tòa dự kiến đã phải tạm hoãn do một số bị cáo đề nghị xin hoãn để có thời gian mời luật sư bảo chữa. Trước đó, tháng 8 năm 2017, tại bản án sơ thẩm, tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức đã tuyên 14 bị cáo từ 18 tháng đến 6 năm 6 tháng tù về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm. Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2002 đến năm 2013, các bị cáo, nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm, phòng tài nguyên và môi trường huyện Mỹ Đức đã cấp giao đất trái thẩm quyền, giao đất không đúng đối tượng và tổ chức đấu thầu đất trái quy định, hợp thức hóa đất lấn chiếm, hợp thức hóa trái quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan chức năng xác định họ đã giao trái thẩm quyền hơn 6.000 mét vuông đất. Ngoài ra, khi thực hiện quyết định giãn dân của Ủy ban dân tỉnh Hà Tây cũ, các bị cáo có nhiều sai phạm khi giao đất không đúng đối tượng và tổ chức đấu thầu đất trái quy định. Đồng thời, các bị cáo còn hợp thức hóa đất lấn chiếm của một số hộ dân. Sau khi bản án tuyên, các bị cáo nguyên là chủ tịch, bí thư, cán bộ xã Đồng Tâm, đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt